Giô-suê đoạn 17. Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasseh, vì người là con đầu lòng của Joseph, con Maki, con đầu lòng của Manasseh và cha của Galaad. Bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Galaad và Bashan. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng: về con cháu Abiezer, về con cháu Helek, về con cháu Adriel, về con cháu Sichem, về con cháu Hefe, về con cháu Semida. Đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Vả, Selophat, con trai của Hefe, cháu của Galaad, chắt của Maki, chiết của Manasseh, không có con trai, chỉ có con gái, tên là Madla, Noa, Hogla, Milca và Thiệt-sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Giô-sê, con trai Nun, và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-sê, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Giô-sê vâng mạng Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, 10 phần bắt thăm trúng cho Manasseh từ ra xứ Gala-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đanh, vì các con gái Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người. Còn xứ Gala-át thuộc về các con trai khác của Manasseh. Giới hạn của Manasseh từ A-xe đến Mít-mê-thác đối ngang Sichem, rồi chạy đến Gia-min về lối dân En-tháp-bu-ách. Xứ Tháp-bu-ách thuộc về Manasseh. Nhưng thành Tháp-bu-ách gần bờ cõi Manasseh thì thuộc về người Ephraim. Từ đó giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana. Các thành đó ở giữa các thành Manasseh đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasseh ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasseh. Còn biển dùng làm giới hạn hai phần này giáp Aser về phía bắc và Issachar về phía đông. Trong địa phận Issachar và Aser, Manasseh cũng được Bethshean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dor và các thành địa hạt, dân cư của Endor và các thành địa hạt, dân cư của Taanaak và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo và các thành địa hạt đó, và ba cái đồng cao. Con cháu Manasseh chẳng đuổi được dân các thành ấy, vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, xong chẳng đuổi chúng nó được hết. Vả, con cháu của Joseph nói cùng Jose rằng: Chúng tôi đã thành một dân đông, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Jose đáp: Nếu các ngươi đông như vậy và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng, đặng làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Pheresit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joseph đáp rằng: Núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng hết thảy dân Canaan ở đó, dân Bethshean và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gitrael đều có thiết xa. Joseph bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasseh, mà rằng: Ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng núi sẽ là thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng. Ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh.